Rồi, ok, hello, xin chào mọi người, quay trở lại kênh của em nha. Thì hôm nay bên em lại lên được một ít điện thoại giới thiệu cho mọi người ha. Thì đây là số điện thoại mua hàng bên em. Anh chị mình đang xem video, nếu như mình có nhu cầu mua hàng hoặc cần trao đổi gì á, mọi người có thể gọi trực tiếp số điện thoại giúp bên em ha, 0767347340. Còn nếu như mọi người ngại gọi điện thoại thì mình có thể nhắn tin qua ứng dụng Zalo cũng được ha. Zalo của em cũng số này luôn, mọi người chỉ cần nhắn tin thôi, không cần gửi lời mời kết bạn, không cần gọi điện đâu. Nếu mình gọi điện thì mình gọi số điện thoại hoặc là nhắn tin trực tiếp qua Zalo giúp em ha. Thì đây là kênh YouTube của em đó, anh chị mình xem video, nếu như mình muốn biết thêm thông tin á thì mình có thể bấm vô phần mô tả bên em để đầy đủ thông tin của bên em hết nè. Thì thời gian làm việc, địa chỉ cửa hàng, số điện thoại liên hệ, rồi tài khoản ngân hàng, chính sách mua hành, hình thức bảo hành bên em để đầy đủ trong đây. Thì shop em ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở gần tỉnh lân cận á, có thể tới trực tiếp cửa hàng mình xe máy ha. Còn nếu anh chị ở xa, bên em sẽ có hình thức ship COD cho mọi người. Hình thức ship COD thì mọi người vui lòng đặt cọc trước giúp em từ 100-200k, tiền cọc bên em sẽ trừ trực tiếp vô tiền máy cho mọi người luôn. Và giá máy em báo ra, tặng kèm phụ kiện gì thì em sẽ báo chi tiết. Em quay máy nào thì em sẽ báo chi tiết hết ha. Cần thì mình gọi trực tiếp hoặc nhắn qua Zalo. Mình có thể đặt cọc bằng cách nào? Thẻ cào điện thoại, chuyển khoản Momo, chuyển khoản ngân hàng. Ở bên em có nhiều hình thức lắm ha mọi người. Rồi hôm nay vô mấy cây thanh lý đầu tiên. Cây này mới đổi khách nè. V Smart Line, ngoại hình cỡ 95-96%. Cây này đổi của khách nè. Menzin, màn hình zin. V Smart Line nha quý vị. RAM 4GB, bộ nhớ 64GB, màn hình AMOLED, vân tay trong màn hình. Đây, RAM 464, đặc biệt con này được cái mọi người. Nó đang chạy con chip Snapdragon 675, máy xỉ rồi, chơi game ok, pin 4000. Camera 48 chấm, camera trước 20 chấm, Snap 675, full chức năng. Con này, hôm bữa em bán 1,2 triệu lận. Cái này thanh lý cho quý vị chỉ có 888k thôi. Tại sao? Đó. Hai sim ok hết ha. Tại vì con này nè, đây, phía trên đây nè, nhiều khi quay mọi người cũng thấy luôn. Nó có cái đường nứt ở đây xíu nè. Đó, nó nứt xuống đây xíu ha. Không biết giờ quay sao cho quý vị thấy đây. Đây, đây. Đây đó, nó có đường nứt thấy không? Đó, nứt kính xíu. Mình xài không ảnh hưởng ha. Cảm ứng không lạng liệt. Đã dán cường lực sẵn rồi. Nói chung mình vuốt cũng không có bị cứng tay gì đâu mọi người. Nhưng mà ví dụ mọi người thích đẹp á thì mọi người đi ép kính lại khoảng 200.000. Bên em bán ra là trừ tiền ép kính cho quý vị luôn rồi ha. 888k mấy chừng là mọi người ép kính có 200, là còn lại 1,088 rẻ hơn cây bữa em bán 1,2 triệu. Cây này chỉ có 888k thôi. Màn AMOLED vân tay trung màn hình, ngoại hình 95-96% ha. Một cây duy nhất rồi, để nó qua bên luôn đi. Rồi vô lô này, Oppo F11. À, lâu lâu lấy rồi quay chơi. Hôm bữa bán màu trắng màu xanh không. Hôm nay mình về màu xanh đen. Đây màu xanh đen ha. Ở trên đây màu xanh, ở dưới đây màu đen. Ngoại hình 98%, máy quốc tế, cấu hình RAM 6GB, bộ trong 128GB, camera sau của nó 48 chấm, pin 4000, chip B70, camera trước 16 chấm, hai sim có xài được thẻ nhớ ha, loa liếc ngon lành. À, thì con này thì em bán đầy đủ phụ kiện ha, ốp lưng sạc, dán cường lực đầy đủ, Oppo F11, cổng sạc micro nhưng mà nó có công nghệ sạc nhanh VOOC rồi nha. Tại cái dòng F9, F11 là có VOOC rồi. Giá bán là 1,250,000, tặng kèm đầy đủ phụ kiện. Rồi hôm bữa quay màu trắng đúng không? Hôm nay quay màu đen, màu xám. Vivo Z50 máy quốc tế, màu xám nha quý vị, màu xám đen. Đó, nó xám mà nó ngã ngã xanh đen quý vị. Đó, lưng ra ngoài nè, ánh sáng ok. Ngoại hình 98%, con này cũng là máy quốc tế ha. Đó, không cứng móp, không chạy sức. Vivo Z50 nha. Đây. Cấu hình RAM 8GB, bộ trong 128GB, cũng đang chạy con chip Snapdragon 675, pin con này 5000, camera sau 16 chấm, 2 sim thẻ nhớ đầy đủ, camera trước cũng 16 chấm ha, phân tay khuôn mặt đầy đủ, màn hình giọt nước Snapdragon 675. Màn hình đẹp kê, không ám mố, cũng đầy đủ phụ kiện luôn, ốp lưng sạc, dán cường lực đầy đủ, 1,350, RAM 8 128, Snapdragon 675, thương hiệu Vivo, máy quốc tế 98%. Rồi, Redmi Note 9S ha, Redmi Note 9S, máy zin, men zin, màn zin, nhỏ zin, máy zin nguyên bản 100%, ngoại hình 97%, lưng zin luôn nè, lưng zin luôn nè, full chức năng, 2 sim máy chính hãng thị trường Việt Nam, RAM 6GB, bộ nhớ trong 128GB, đã cập nhật lên phiên bản
MIUI 14 mới nhất hết rồi. Snapdragon 720, camera sau 48 chấm, camera trước 16 chấm, máy full chức năng, hai sim thẻ nhớ đầy đủ. Màn hình đẹp keng không ám, ở trên đây nó hơi phẩy xíu nè. Đó, nó có hơi cái vết bụi xíu. Còn lại là ok, đẹp keng càng càng luôn. Máy zin nguyên bản 100%, giá mềm. Giá bán 1.450.000, tặng kèm sạc, dán cường lực. Cường lực đã dán sẵn trên máy rồi nha. Đó, tặng kèm sạc. Cái cường lực nó muốn gì? Mấy cái máy màn hình thẳng á, thì em sẽ dán thẳng trực tiếp lên máy nha. Tại vì nếu em gói chung, em để chung á, nhiều khi nó mấy bên giao hàng á, nó quăng á, bể cường lực mất công. Em dán thẳng luôn, về quý vị thích thì mở ra kiểm tra, còn thích thì cứ để đó xài bình thường. Tại bên em dán sẵn cho mọi người rồi ha. Rồi tiếp theo, Oppo Reno 2Z quý vị. Máy quốc tế, ngoại hình 97-98%, màu xanh tím. Đó. Chính hãng Việt Nam thì Oppo nó sẽ có cái màu, gọi là cái mã gọi là 2F, còn này là 2Z, máy xách tay nha. RAM 8GB, bộ trong 128GB, đây, chạy chip B90, hôm nay thì cấu hình nó cao hơn chính hãng nó chỉ chạy chip B70 thôi. Camera sau 48 chấm, camera trước 16 chấm, pin con này là 4000, màn hình full view, camera dạng thò thụt ha, ngoại hình 97-98%, full chức năng. Đó. Tặng kèm một 1.550.000, tặng kèm sạc, dán cường lực đầy đủ ha. Cường lực cũng đã dán sẵn rồi nè. Đó. Tặng kèm thêm một bộ sạc có công nghệ quét chạc đầy đủ ha. Rồi. Tiếp theo, Oppo A73 5G màu tím bạc, ngoại hình 98%, máy quốc tế luôn ha. A73 5G thiết kế mỏng, màu tím bạc. Đây, khi mà để xa nè, ánh ánh bạc, nhưng mà mình để gần á thì nó sẽ màu tím nhiều hơn ha. Nó ra nắng thì nó sẽ ánh bạc. Cấu hình RAM 8GB, bộ trong 128GB, đang chạy con chip Dimensity 720, 3 camera sau 16 chấm, camera trước 8 chấm, pin 4000, màn hình tần số quét của nó là 90Hz. Giá bán là 1.650.000, Oppo A73 5G nha. Full chức năng, 2 sim. Để mở lên coi, mới hết pin hay gì nữa. Đang lên. Để hết pin hay gì. Rồi tiếp theo, Vivo V17 Pro. Men zin, màn zin, vỏ zin. Con này là máy khách tây thị trường Malaysia. V17 Pro nha. RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB. Cũng chạy con chip Snapdragon 675. Full dịch vụ Google, tiếng Việt đầy đủ, màn hình AMOLED, màn zin đẹp keng, không ám ố ha. Camera sau của nó là 48 chấm, camera trước 32 chấm. Con này dạng camera đồ thục, hơi bị đặc biệt luôn. Đây, camera của nó đây. Hơi bị dữ luôn ha. Hai camera trước selfie luôn ha. Nhìn như con mắt vậy. Màn hình AMOLED vân tay trong màn hình nha. V17 Pro, máy thị trường Malaysia. Đó. Giá bán là 1.750.000, đầy đủ phụ kiện. Cũng đang chạy con chip Snapdragon 675 nha. Hiện tại mình chơi Liên Quân PUBG ok. Snap 675, màn hình AMOLED full view, đẹp kẹt, không ám. Tiếp theo, Xiaomi Redmi 11, máy zin nguyên bản 100%, ngoại hình 98%, còn đẹp lắm nha quý vị. Redmi Note 11 màu xanh vân kim tuyến, màn hình AMOLED zin vân tay trong màn hình. Con này đang chạy MIUI nha quý vị, cập nhật lên 2BOS á, xài nó không có mượt đâu, nên em cứ để vậy, em chưa cập nhật. Đang chạy MIUI 13, xài nó mượt mà. Màn hình AMOLED, tần số quét 90Hz, đẹp keng không ám, màn zin 100%. Cấu hình RAM 4GB, 64GB ha. Snapdragon 680, camera sau 50 chấm, camera trước của nó là 13 chấm, pin 5000, có loa kép, máy zin nguyên bản 100%, full chức năng, 2 SIM. Đầy đủ phụ kiện, ốp lân sạc, dán cường lực, loa kép nha. Nếu mà trong túi còn có 500. Đây, loa kép. Redmi Note 11, đây là máy chính hãng thị trường Việt Nam.
RAM 464, giá bán là 1.850.000, máy zin nguyên bản 100%, đẹp. Nói chung hoặc đẹp thì mua được, mua giá cao, còn mấy bữa em bán cỡ 1.7 ha, 1.7 triệu, 1.7, 1.6, 1.7. Hôm nay mua máy đẹp, giá nó hơi cao. Oppo K5 màu trắng ngọc trinh, phiên bản cấu hình cao nhất nha. Nói chung là nhiều cấu hình lắm. RAM 6, 64, RAM 6 128 như là RAM 8 128. Thì cái này là phiên bản cấu hình đụng nóc. Đụng nóc là sao? Mắc cấu hình của cái dòng này rồi. RAM 8GB 128GB bổ trong. Đợi em xíu nha. Đây là test cái loa. Loa liếc ok. Đây, cấu hình RAM 8GB bổ trong 128GB, màn hình Super AMOLED vân tay trong màn hình, giá rẻ, có NFC đầy đủ ha, pin 4000, có sạc nhanh VOC. Đây, Snapdragon 730, đây RAM 8 bổ trong 128, camera 64, camera trước 32. Tính ra cái con này cấu hình mạnh lắm nha quý vị, Snap 730, nhưng mà bị cái thiết kế của nó thiết kế hơi cũ ha. Mọi người nhìn thiết kế của nó không có đẹp bằng mấy cái đời sau ha. Đó, nên giá nó mềm thôi. Nếu mà con này mà nằm trong cái thiết kế này ha, tiền không. Nếu mà con này, cấu hình con này mà bưng qua máy này chắc phải bán 3 triệu mấy. Snapdragon 730, có NFC, RAM 8128, giá là 1.850.000, đầy đủ phụ kiện, ốp lưng sạc, dán cự lực đầy đủ. Rồi tiếp theo, Oppo Reno 4Z 5G màu xanh, xanh dương bóng nha, ngoại hình 98%, máy quốc tế. Hôm bữa em nhập 6 cây, có đúng một cây này thôi, có đúng một cây vậy thôi. RAM 8 256, bổ trong 256GB, RAM 8GB. Bữa toàn 128 không, đúng có đúng một cây 256 đấy ha. Thì cấu hình nó vẫn y chang cái bản 128 thôi, nó khác cái là bộ nhớ của nó là 256GB, cũng là RAM 8 256, màn hình tần số quét 120Hz. Chạy con chip Dimensity 800, có 5G, camera sau 48, camera trước 16, pin 4000, có sạc nhanh VOC đầy đủ ha. Rồi. Giá bán là 1.990.000 đi, 1.990.000, mắc hơn 150.000 ha, 1.990.000. Oppo Reno 4Z 5G bản 256GB, vẫn đầy đủ phụ kiện, ốp lưng sạc, dán cường lực đầy đủ ha. Tiếp theo, iPhone 7 Plus máy Mỹ quốc tế, ngoại hình 97%, men zin, màn zin, vỏ zin, pin thì thay rồi, 100% là những cái này là thay pin rồi, trừ khi mà có một người nào đó mua máy xong rồi không xài, bỏ vô tủ, bây giờ lấy ra xài mới có zin nguyên bản thôi, chứ bây giờ pin là đa phần là 100% là thay hết rồi. iPhone 7 Plus máy quốc tế đã cập nhật lên iOS 15 rồi, bây giờ maximum rồi ha, mã Mỹ, màn hình đẹp keng, quốc tế, tình trạng pin 94% chứ không phải 100%. Pin này pin bóc máy khác qua, không phải là pin linh kiện không vậy, pin này pin bóc máy khác qua. Vân tay đầy đủ, 3D touch đầy đủ, không loạn liệt, không ám mố. Đây, camera, loa kép nha. iPhone thì đa phần iPhone 7 là loa kép hết rồi. Đây, 3D touch đầy đủ, camera sao X1, X2 đầy đủ ha. X1, X2, chân dung đầy đủ. Giá bán 2.1 triệu, tặng kèm cho quý vị ốp lưng, dán cường lực ha. iPhone 7 Plus, giá này không rẻ nha quý vị. Hôm bữa em bán chỉ có 1.8-1.9 thôi. Hôm nay mua giá hơi cao, đợt này nhập máy giá nó hơi cao thì bán nhỉnh hơn xíu. Nói chung chuẩn bị mùa Tết mà ai cũng có nhu cầu nhập hết, thì phải chấp nhận nhập cao xíu mới có hàng bán quý vị. Rồi tiếp theo, Redmi Note 12, cái kia là Note 11, đây là Note 12, ngoại hình cũng 98% đó, màu xanh, xanh dương nha, mặt lưng nhám, chống bám vân tay, nhưng mà cũng bám nhẹ chứ không bám ha. Men zin, màn zin, vỏ zin, màn hình AMOLED, vân tay trong vân tay bên hông. Mà đợt con này thì Redmi Note 12 nó hơn được cái gì quý vị. Con này là tần số quét màn hình 120Hz nha. Màn hình nó cũng lớn hơn, 6.7 inch, độ phân giải Full HD, Snapdragon 685, loa đây. Con này thì nó chỉ có một loa thôi, nó không có loa kép như con kia ha. Màn hình AMOLED, Snapdragon 685, camera sau của nó là 50 chấm, camera trước là 13 chấm, full chức năng hết. 2 SIM, máy chính hãng Việt Nam còn bảo hành. Con này thì em cập nhật lên HyperOS rồi. Đó, con này đang chạy HyperOS, máy chính hãng tiếng Việt, xếp lại đầy đủ. Thôi thì con này giá bán là 2.2 triệu, tặng kèm sạc nhanh.
dán cường lực ha, tặng kèm sạc dán cường lực cho mọi người. Rồi có con này cũng hơi hot nha, Oppo A58 máy chính hãng, zin nguyên bản 100%, men zin màn zin vỏ zin ngoại hình 98,8% luôn, màu xanh nha, RAM 6GB, bộ nhớ trong của nó là 128GB. Đây, nó là A58 đang vẫn còn đang bán tại chính hãng nha quý vị. Đây, con này vẫn còn bảo hành đó. Oppo A58. Đây, vẫn đang bán giá 4 củ 6 nè. Bản RAM 6 nha, bản RAM 8 là mắc nữa nha quý vị. Bản RAM 8 là 5 củ mấy. Đó, bản RAM 6 thôi. Thì tại vì sao? Con này có RAM 6 thôi. Nói chung là hôm nay mua được cái con này cấu hình RAM A58 RAM 8. Tại nãy coi cái cây kia, RAM 8 bộ trong 128. À, màn hình tần số quét 90Hz. Đây là đời mới Apple nha, con này vẫn còn bảo hành hãng nha quý vị. Màn hình của nó là bao nhiêu đây? 6,7 mấy inch á. Camera sau 50 chấm, camera trước 8 chấm, pin 5000, chạy chip Helio G85. Đây, pin 5000, có sạc nhanh 33W. Máy zin nguyên bản 100%, full chức năng. RAM 8 128 A58. Đó, thì giá bán cho quý vị là 2.600.000, máy đời mới nha, còn bảo hành hãng. Hầm hở hình như nửa năm trước em bán cái máy phun bóc giá 3,5 củ, cái này là máy trần, vẫn đầy đủ phụ kiện, sạc cho quý vị ha, ngoại hình 97-98%. Vivo V25 5G, máy zin nguyên bản 100%, ngoại hình cỡ 97%, khung viền vuông, mặt lưng kính chống báo vân tay, hay viền camera nó có hơi phẩy xíu, màn hình AMOLED zin, vân tay trong màn hình, cấu hình RAM 8 128, đang chạy con chip Dimensity 900, có 5G, có NFC đầy đủ, pin 4500, camera sau 64, camera trước 50 chấm, màn hình giọt nước, vân tay trong màn hình, full chức năng, đầy đủ phụ kiện, máy sạc dán cường lực đầy đủ ha. Là liếc ngon là máy 2 sim có 5G, giá bán là 2.700.000, zin nguyên bản 100%. V25 5G, viền vuông nha, viền vuông bóng như là iPhone đó quý vị. 2.700.000. Redmi Note 11 Pro 5G. Đây, Redmi Note 11 Pro 5G. Máy zin 100%, ngoại hình 97%, quốc tế. Redmi Note 11 Pro 5G nha. Đó. Màn hình tần số quét 120Hz, AMOLED zin, đẹp keng, không ám ố, cấu hình RAM 8 128. Màn hình 6,7 inch, pin 5000, camera sau 108 chấm, Snapdragon 695. Full chức năng, 2 SIM máy chính hãng, màn hình đẹp keng, không ám ố ha, loa kép. Giá bán 2.890.000, Redmi Note 11 Pro 5G. Đây là bản 5G nha quý vị. 2.890. Samsung Galaxy M51, ngoại hình 97%. Máy chính hãng Việt Nam. Con này thì không có quốc tế. M51. Cấu hình RAM 8GB, bổ trong 128GB. Màn hình AMOLED 6,7 inch, Snapdragon 730, pin 7000, camera sau 64. Camera trước của nó là 32 chấm, vân tay bên hông, loa liếc ngon lành. Chính hãng Việt Nam, 2 sim Samsung M51, máy chính hãng, full chức năng, giá bán là 2.990.000, M51 nha. Đây là được cái pin nó trâu thôi, cấu hình thì tầm trung, cục pin 7000, hiện tại trên thị trường là pin 7000 là cũng lớn mà quý vị, chưa có pin 8000 đâu. Máy smartphone thì pin 7000 ha. Rồi tiếp theo, một cây Samsung A52s 5G, tiếp tục ngoại hình 97%, viền đây, đó, viền nó hơi phẩy xíu, đó, nói chung có sao có vậy ha, viền cỡ 97% thôi, không cứng mớp, viền hơi chày chày, tại lưng này lưng bóng, cái viền thì viền là nhựa bóng, còn lưng lưng nhám nó đỡ hơn, ngoại hình đánh giá tổng thể 97%, màn hình zin, men zin, ngoại hình cỡ 97%, A52s 5G.
RAM 8GB bổ trong 128GB, màn hình tần số quét 120Hz, pin 4500, camera sau 64, camera trước của nó là 32, cũng loa kép nha. Giá bán con này là 3,1 triệu, tặng kèm sạc, dán cường lực cho mọi người ha. Vẫn giá như cũ luôn. Con này thì cái viền nó không đẹp nhưng cây hôm bữa thứ sáu mới quay ha. Đây, viền nó hơi phẳng nhưng mà nhập giá nó cũng hơi tới. Được cái màn hình zin thì giá thị trường nó cũng 3 triệu mấy rồi. Đó, màn hình zin giá đó thôi. Tiếp theo, Samsung S20 FE 5G, Snapdragon 865. Đây, S20 FE, ngoại hình cũng 96-97%, không cứng móp ha, sườn thì đẹp. Lưng thì ok, sườn thì hơi phẩy phẩy. Tại sườn con này là cái lưng, cái khung viền con này là khung viền kim loại nha quý vị. Lưng thì là đúng là lưng nhựa, nhưng mà khung viền là khung viền kim loại ha. Màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, cấu hình RAM 6 bộ nhớ trong 128, Snapdragon 865, màn hình AMOLED vân tay trong màn hình, tần số quét 120Hz. Pin con này 4500, camera sau 12 chấm, camera trước 32 chấm. Đây, bản Snap nha, đây là bản hàng Snapdragon. Dành cho fan của Samsung S20 Fan Edition, giá bán là 3,150 triệu, lưng còn đẹp, ngoại hình 97%, tặng kèm sạc dán cường lực rồi. iPhone X, men zin nhỏ zin, ngoại hình 96-97%, được cái 256GB, giá bán bằng người ta bán bản 64 thôi, cái này 256, chu tông đầy đủ nha quý vị, đây, chu tông 3D touch đầy đủ, đó, chu tông đầy đủ ha, đây là máy quốc tế, pin này con này thay rồi, con này hai pin ngoài, pin 100% đây, iPhone X 256GB máy quốc tế không giới hạn SIM, pin con này là pin thay mới nha quý vị, thay mới của một cái hãng bên thứ ba chứ không phải pin zin. Đó, pin 100%, Face ID đầy đủ ha, camera kép 12 chấm, camera trước 7 chấm, đây. Camera trước 12 chấm, X1, X2 đầy đủ ha, đó, loa kép. Đó. iPhone X. Giá bán là 3,300,000, tặng kèm ốp lưng với lại dán cường lực. iPhone thì bên em không có sạc nha quý vị. iPhone thì bên em bán máy với phụ kiện thôi, không có sạc. Tại thường thường cái bộ sạc iPhone á mà mình mua bộ sạc đẻo á, xài nhiều khi nó hư điện thoại luôn mất công. Nên bên em chung là giá bán iPhone bên em nó sẽ giảm hơn mình những chỗ khác một xíu để mọi người về tự mua sạc ha. Rồi, Samsung Galaxy A72, con này thì đẹp hơn A52 nè. Con này cũng có 97%. Khung quyền hãy đỡ ha. Đó. Con này cũng là bản maximum ha. A72 nó có hai bản. RAM 8128 với lại RAM 8256 thì đây. Đây là RAM 8256. Màn hình tần số quét 90Hz AMOLED zin đẹp keng vân tay trong màn. Pin con này 5000, camera sau của nó là 64, camera trước 32. Đang chạy con chip Snapdragon 720, màn hình lớn 6.7. 6.7 inch Full HD AMOLED. Giá bán 3,500,000, tặng sạc dán cường lực đầy đủ Samsung A72 máy chính hãng, ngoại hình còn đẹp. Redmi K40S máy nguyên zin 100%, ngoại hình đẹp 97-98%, mặt lưng sau đa sắc, lưng bóng như vậy. Đây, lưng đa sắc bóng, viền không cứng móp, có hơi phẩy phẩy, đó, trên này hơi phẩy phẩy xíu. Màn hình AMOLED tần số quét 120Hz đẹp keng không ám. Cấu hình RAM 12GB bộ nhớ trong 256GB, màn hình tần số quét 120Hz. Đang chạy con chip Snapdragon 870, camera sau 48 chấm có chống rung quang học, pin 4500, camera trước của con này là 20 chấm, loa kép, full chức năng. Zin nguyên bản 100%, màn hình đẹp luôn á. Giá bán là 3,500,000, tặng kèm sạc đầy đủ cho mọi người ha. Giá bán là tặng kèm sạc rồi. Rồi còn cây này nè, Oppo Reno 8T 3,750,000,
3,750 triệu, máy zin 100%, Renault 8T. Thì con này là một trong những cây màn hình cong đầu tiên của Apple chính hãng nha. Chính hãng Việt Nam nó có cái dòng Fire á, Fire 2, Fire 3 thì bắt đầu nó có màn hình cong rồi. Còn dòng Renault thì con này là dòng đầu tiên, Renault 8T 5G. RAM 80GB, bổ trong 128GB, màn hình AMOLED đẹp keng vân tay trong màn hình, pin 4800. Màn hình tần số 120Hz, Snapdragon 695. RAM 8/128/6.7 inch, AMOLED vân tay trong màn, full chức năng 2 SIM, máy chính hãng. 8T thì chưa có xách tay. Giá bán 3,750 triệu, tặng kèm ốp lưng, sạc nhanh, đầy đủ ha. Rồi, Samsung Galaxy Note 20 5G, ngoại hình cỡ 96-97%, khung viền kim loại, mặt lưng sao nhựa. Đây, 96-97%, Note 20 5G, con này cũng là bản hàng, Snapdragon 865. RAM 8/256, này. RAM 8/256GB bản hàng, Snapdragon 865. Camera sau 12 chấm, camera trước của nó là 10 chấm. Note 20 5G, màn hình đẹp keng không ám. Bút zin theo máy. Ta kép. Note 20 5G giá bán là 4,1 triệu, màn hình zin đẹp kê, màn hình 96-97%. Sưu tầm, đây, máy sưu tầm Oppo Find X5, máy nguyên zin 100%, Find X5, màn hình 97%, khung viền kim loại, mặt lưng sao là nhựa, nhấu gì, nhựa giả kính, nhựa nó, con này nó có một cái bản đặc biệt là lưng gớm á, nhưng mà con này là lưng nhựa giả kính. Mọi người gõ vô có thể là bên trong là kính, ở ngoài nó phủ nhựa quá vậy. Oppo Find X5, màn hình cong cong hình chữ S ha. Màn hình tần số 120Hz, RAM 8GB, bộ nhớ 256GB, Snapdragon 888, pin 4800, camera sau 50 chấm, camera trước 32 chấm. Con này camera đẹp lắm nha quý vị. Nói chung dòng Find X5 của Apple hiện tại bây giờ nó cũng hơn iPhone rồi. Nó có dòng đời cao là theo người ta đánh giá là nó hơn iPhone rồi. Bây giờ là nó không thua iPhone nữa đâu. Giá bán con này là 4,350 triệu, Find X5 chứ không phải Find X3 nha. Đây là Find X5. Thị trường nó bán cũng 4,7, 4,8 rồi. Bán mềm mềm dễ ra. Rồi có con cặp thanh lý rồi nha. Còn cái kiểu thanh lý này, cái kiểu này em có tới 7-8 cây lần, nhưng mà quay 2 cây thôi, để là một cây xài. Đó. Oppo Reno 11 nha, giá là 2,850 triệu, rẻ hơn đợt trước luôn. Đợt trước là 3,2 triệu, cái này 2,850 triệu thôi. Bao men zin, màn zin, vỏ zin luôn, tình trạng là báo rõ luôn ha. Đây, Oppo Reno 11, đây, RAM 8/256, máy chính hãng cho Việt Nam, màn hình đẹp keng không ám nha. Dimensity 7050, màn hình 120Hz, pin 5000, camera 50 chấm, camera trước 32 chấm. Máy full hết, xài cảm ứng không loạn liệt gì hết nha. Test hết rồi, nói chung là đã test lâu lắm rồi. Đó. Loa liếc là ngon lành, con này loa kép nha. Đây, cảm ứng không loạn liệt hết ha. Đó. Ngon lành, màn hình đẹp keng, không đớm, không sọc gì hết. Tình trạng là đây, con này, những con này nó có màn hình nó đớm bên hông nhiều hơn các em bữa ha. Bên bản nó chỉ có con đớm bự đi thôi, cái này nó đớm viền. Đó, 2,800 triệu thôi, tặng kèm sạc đầy đủ. Mười mấy cây lần nha. À, mười mấy cây, nhưng mà hôm bữa có mấy cây đốm đẹp rồi. Cây này có 60 cây, đốm vậy. Đó. Reno 11, cây này cũng vậy, nó cũng đốm vậy luôn. Đó, đốm viền. Đó, nó vậy đó. Thì bán giá chữa cháy thôi. Mọi người xài đã xong đi thay màn hình, con này cỡ 2,2 triệu tới 2,4 triệu là thành ra cái máy cỡ 5 triệu mấy rồi. Thị trường đang bán máy cũ cũng gần 6 triệu mấy nha. Đây, những con máy này là màn nó vẫn còn miếng dán màn hình của hãng nha quý vị. Đây, nó vẫn còn miếng dán siêu zin đầy đủ ha. Đó, chỉ có 2,8 triệu thôi, trải nghiệm. Vẫn còn bảo hành nha, phần cứng vẫn còn bảo hành hãng nha. Chỉ có màn hình là tại vì nó đớm nên hãng nó không bảo hành thôi. Phần cứng như là men, pin, sóng như là hãng nó vẫn bảo hành bình thường. Rồi, ok ha. Một cây cuối cùng. Realme V60S, màu xanh, màu đỏ, màu tím, màu vàng, bán hết rồi. Còn đúng cây màu vàng thôi. À, máy zin new, full box, đầy đủ phụ kiện, zin 100%, new nha, máy này mới new nha quý vị,
Tại vì em mở lên em kích hoạt để em cài ứng dụng thôi. Realme V60S, RAM 6 bộ trong 128, màn hình tần số quét 120Hz, pin 5000, camera sau của nó là 32, camera trước của nó là 8 chấm, chạy chip Dimensity 6300. Còn siêu màn hình hãng đầy đủ, máy full chức năng, loa lít ngon lành, máy quốc tế nha, reset thoải mái, không mất tiếng Việt. Đây là máy quốc tế nha quý vị, chứ không phải máy nội địa chung nha. Giá bán là 2.950.000, bao ship toàn quốc cho mọi người ha. Còn đúng cây màu vàng nhất thôi, một cây màu vàng đó, nó ánh nhiều màu lắm, nó cũng ánh đa sắc á. Rồi hôm nay chính thức bán đây này nha, hôm nay chính thức bán, tại bữa để chưa kịp mở máy lên, nhưng mà hôm nay mở máy lên luôn ha, cũng còn một cây duy nhất luôn, mai đem về cửa hàng luôn. Realme 11 Pro 5G, máy chính hãng nha, con này có sách tay nha quý vị. Dòng 11 Pro 5G này có sách tay, nói chung mọi người phân biệt sách tay với chính hãng á thì nó chỉ phân biệt qua cái này thôi. Máy chính hãng thì nó sẽ sử dụng cái giao diện cuộc gọi màu trắng xanh dương, còn máy sách tay thì nó sẽ sử dụng cái giao diện cuộc gọi màu xanh lá như vậy nè, trắng xanh lá đó, em chỉ biết vậy thôi. Realme 11 Pro 5G, cấu hình RAM 8256, màn hình tần số quét 120Hz, camera 108 chấm, camera trước 16 chấm, chạy chip Dimensity 7050, loa kép đầy đủ, máy full chức năng. Mặt này là nhựa giả da nha quý vị, nhựa nó giả da chứ không phải là lưng da nha, nhựa thôi, giả da. Máy chính hãng, sạc zin 67W, giá bán là 4.400.000 zin. Hộp này là zin trùng mỹ mây nha quý vị, trắng hừng đồng, chính hãng nha. Máy sách tay thì nó sẽ không có cái chữ này đâu, sách tay thì nó sẽ là chữ Trung Quốc, nó vẫn sẽ có email nhưng mà sẽ là chữ Trung Quốc, không phải chữ tiếng Việt. Rồi còn cây cuối cùng không biết có nên bán không, đang để lắp sim xài, A33 5G, giá 3.400.000, máy zin, men zin, màn zin, ngoại hình 98%, bữa cũng mới quay mới nhiều rồi. Loa kép con này thì được cái nhỏ gọn quý vị, nhỏ gọn xài bền. Cái dòng 3 thì cái dòng A73 là nó dễ sọc màn hình nhất, cái dòng A53 với 33 nó lành hơn. A33 thì thiết kế nó không đẹp bằng A53 ha, màn hình nó là màn hình giọt nước, A53 thì màn hình đục lỗ. Anh chị nào mua A53 thì hôm bữa cũng bán 3.600.000. Cây này thì nó cấu hình đó, bên trong cái nội thất bên trong nó thì nó y chang A53 thôi. RAM 8128 Exynos 1280, pin 5000. Đó, nó cũng ngang ngang A53 thôi. Không thua quá nhiều. Đó, gắn ốp lưng vô xài Vivo vô tư. Tại những con này xài bền, bền nhất cái màn hình. Màn hình nó 73 thì nó hay sọc, con này thì nó cũng sọc ha. Giá bán 3.400.000, đó tặng kèm ốp đầy đủ. Mọi người mua thì em lấy sim em ra giao hàng cho mọi người đây ha, màu trắng ngọc trinh. Rồi ok, hôm nay chỉ có nhiêu đó mấy thôi. Anh chị nào đang xem có nhu cầu mua hàng gọi trực tiếp giúp em ha, hoặc nhắn qua Zalo 0767347300. Cảm ơn mọi người xem video của em, hẹn mọi người video sau.